Sáng nay ngày 4 tháng 10, Sở Du lịch đã tổ chức chào đón đoàn khách du lịch quay trở lại thành phố Đà Nẵng sau gần 2 tháng hoạt động du lịch bị trì hoãn vì làn sóng COVID-19 lần 2. Phản ánh của phóng viên Đà Nẵng TV. Đoàn khách gần 60 người từ Hà Nội đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng vào lúc 9 giờ 35 phút hôm nay. Đây là đoàn khách có kế hoạch tham quan tại Đà Nẵng vào tháng 8 vừa qua nhưng phải tạm dừng do dịch COVID-19 tái bùng phát. Đến nay, khi tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng đã được kiểm soát, các hoạt động du lịch đã được phục hồi, đoàn khách này vẫn tin tưởng chọn Đà Nẵng là điểm đến để quay trở lại nhằm khám phá những phong cảnh đẹp cùng các dịch vụ du lịch đẳng cấp. Khi được trở lại đã hết dịch thì là mình đi cùng đoàn vào để nghỉ mát và tham quan các khu du lịch ở Đà Nẵng. Rất vui khi được đón tiếp tại Đà Nẵng. Đà Nẵng đang quay trở lại để đón những cái lưu dịch, mình cảm thấy rất là vui. Trong đợt đoàn đi lần này cảm thấy rất là phấn khởi vì quay trở lại một cái khu du lịch tuyệt vời như thế này. Thì mong rằng cái đợt dịch này sẽ hoàn toàn kết thúc thật nhanh để chúng ta sẽ đón nhiều khách đoàn du khách mới nhé. Ngoài sự chào đón nồng nhiệt của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, du khách còn được tặng khẩu trang và những phần quà lưu niệm đặc sắc. Bên cạnh chương trình tour tuyến đã được lên lịch, đoàn khách cũng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi từ gói kích cầu đợt 2 của ngành du lịch địa phương. Để sẵn sàng cho công cuộc tái khởi động ngành du lịch, trước đó từ ngày 25 tháng 9, Sở Du lịch Đà Nẵng đã triển khai cho các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện ký cam kết quy trình phòng chống dịch. Thưa quý vị, việc đón đoàn du khách quay trở lại Đà Nẵng du lịch vào đầu tháng 10 này là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với ngành du lịch thành phố, bởi điều này truyền đi thông điệp rằng tất cả các hoạt động du lịch tại Đà Nẵng đã trở lại bình thường và Đà Nẵng đã sẵn sàng đón du khách trở lại với cam kết đảm bảo các yếu tố về phòng chống dịch.